Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 12 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Huyện Ân Thi kiểm soát chặt chẽ lái xe đường dài. Huyện Yên Mỹ tái sản xuất sau khi kết thúc phong tỏa. Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021 và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Buổi lễ ôn lại truyền thống anh hùng qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, xem những thước phim tài liệu hào hùng, lực lượng an ninh nhân dân 75 năm chặng đường lịch sử. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh Công an tỉnh chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường nắm tình hình, bám sát cơ sở, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh mạng. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong dịp này, Công an tỉnh Hưng Yên có 2 cá nhân được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và 1 tập thể 7 cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Sáng nay, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các sở ban ngành báo cáo về dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sửa đổi quy định về xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ nhân viên cán sự và tương đương lên cán sự, chuyên viên và tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2021. Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp và đề án tái cơ cấu ngành thương mại tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cơ bản nhất trí với các dự thảo đề án nêu trên. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh cần áp dụng theo luật. Khi nhận văn bản hồ sơ các cơ quan trình văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ về thủ tục, thể thức, hình thức văn bản. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được đẩy mạnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Sở Nội vụ cần có phương án phù hợp trong việc tổ chức thực hiện đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Hội nghị kết nối cung cầu là sự kiện kinh tế lớn của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị. Hội nghị phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trang trọng, tiết kiệm và phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tiêu thụ nhãn và nông sản của tỉnh. Tiếp theo là các thông tin về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện công điện khẩn số 1488 ngày 11 tháng 7 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Hưng Yên đã triển khai các biện pháp phòng bệnh. Ngoài triển khai lấy mẫu cho các lái xe đường dài, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nhanh chóng rà soát, quản lý chặt chẽ 51 người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tất cả các trường hợp đã được hướng dẫn khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố
đã tích cực tuyên truyền cho các hội viên và nhân dân biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức như bằng xe lưu động 6 lần trên ngày, trên hệ thống phát thanh các nhóm Zalo. Hiện thành phố Hưng Yên đang tiếp tục rà soát các đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải và các trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan vào địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, nên trong ngày hôm nay, số người từ vùng dịch trở về địa phương giảm nhiều. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 2 trường hợp, các tỉnh phía Nam 1 trường hợp, Bắc Giang 37 trường hợp, các vùng có dịch khác 8 trường hợp. Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để phòng chống dịch COVID-19. Một số tỉnh ở phía Nam có quy định kiểm soát xe vận chuyển lưu thông hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hưng Thuyết ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu có bãi đỗ để trung chuyển hàng hóa với 36 đầu xe. Mỗi ngày, công ty có khoảng 10 đến 13 chuyến xe vận chuyển, chủ yếu chở hàng Chơ Bưu Chính và Viettel đi khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay sau khi có trường hợp lái xe ở xã An Vĩ gửi xe nhờ vào bãi và về địa phương xét nghiệm cho kết quả dương tính phải cách ly, công ty và chính quyền địa phương đã rà soát kiểm soát phương tiện, tài xế và khử khuẩn bến bãi. Việc giao hàng đến các địa phương doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên tài xế phải thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch. Tuy nhiên, đơn vị đang khó khăn việc test nhanh cho các lái xe mỗi ngày trên các cung đường đi các tỉnh. Từ lúc có dịch Covid thì công ty đã thực hiện 5K và tất cả mọi công việc là có lịch trình xe ô tô đi về công ty. Hàng hóa thì toàn hàng bưu điện và hàng Viettel. Nên là cần gấp xe vận tải. Buộc thay xe cho mình là rất là khó khăn. Nhiều lúc là lên phố Lối đợi 4-5 tiếng cũng không test được. Và lên phố Hưng Yên cũng không test được. Phải đi Hà Nội mới test được. Để kịp thời quyết liệt kiểm soát chặt người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công điện khẩn bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021 sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với các lái xe đường dài. Người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và phải trả phí cách ly tập trung xét nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, huyện Ân Thi đã và đang kiểm soát chặt chẽ lái xe đường dài, người về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch. Trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân kêu gọi người thân trong gia đình đang ở các địa bàn trên, tạm thời chưa về địa phương nhằm hạn chế nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Chồng chị Vũ Thị Huệ, thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, vừa mới qua đời. Được biết, em trai chồng của chị Huệ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được tin buồn, đã test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính và đặt vé máy bay để về chịu tang anh. Song chị Huệ động viên người thân tạm thời chưa về địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tôi cũng đã khuyên nhủ em mình là thôi, tất cả cũng vì dịch COVID thì thôi em cố nén đau trong lòng lại và đừng về nữa. Ông Lương Văn Chính, thôn Du Mỹ, xã Vân Du, có con trai là anh Lương Xuân Bá, làm nghề lái xe Bắc Nam. Ngay sau khi địa phương thông báo nội dung công điện khẩn số 1488 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Chính cũng đã thông tin nhanh cho con trai được biết để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong cái đường đi mua bán ăn uống là phải hết sức cẩn thận. Tạm thời cái thời gian này là không nên về địa phương. Không về nhà. Tránh phòng tránh lây lan dịch bệnh thì em ở trên xe cũng khẩu trang diệt khuẩn xúc họng quá. Thì chúng tôi cũng đã quán triệt được công điện 1488 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Ở trên địa bàn xã là có 20 công dân lái xe Bắc Nam. Thì chúng tôi cũng đã rà soát và giao cho các tổ phòng chống dịch các thôn thông báo cho anh em tạm thời trong thời điểm này là ở đâu ở yên đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nếu có về thì phải cách ly 21 ngày, trong đó là 14 ngày tập trung và 7 ngày tại nhà. Công dân mà ở miền Nam về địa bàn xã thì cách ly 21 ngày tập trung và lấy mẫu 3 lần và tự phải trả phí. Theo số liệu báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19, từ ngày 20 tháng 6 năm 2021 đến 15 giờ 30 phút chiều nay, huyện Ân Thi rà soát được người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch là 101 người, trong đó lái xe Bắc Nam có 35 người. 72 trên 98 người đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính lần 1.
Thực hiện công điện số 1488 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Ân Thi đã bố trí cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận lái xe đường dài, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về địa bàn từ 0 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời tố giác với chính quyền khi phát hiện người lạ đến địa bàn trốn tránh cách ly khai báo y tế, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể cá nhân lơ là, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, số người về Hưng Yên từ các vùng dịch ngày 11 tháng 7 năm 2021 là 867 người, tăng 178 người so với ngày trước đó. Trong đó, 313 người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trà Vinh, tăng 42 người, 554 người về từ các tỉnh thành khác, tăng 136 người. Sau khi một số khu vực tại thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ kết thúc phong tỏa, người dân đã kinh doanh sản xuất trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Buổi làm việc đầu tiên sau khi kết thúc phong tỏa của cơ sở chế biến nông sản Tuấn Tiệm, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. Hơn 20 công nhân nay chỉ có một nửa đi làm bởi nhiều người vẫn đang thực hiện cách ly hoặc nằm trong vùng phong tỏa. Gần nửa tháng dừng hoạt động nên khi hoạt động trở lại, cơ sở chưa nhập hàng mới mà tập trung xử lý hàng tồn kho. Trước đây, mỗi ngày xuất khoảng 80 tấn hàng, nay sản lượng chỉ còn 1/4 nhưng tất cả vẫn thấy vui mừng phấn khởi. Hết phong tỏa, hoạt động sản xuất sẽ sớm được khôi phục. Yêu cầu tất cả các công nhân là phải trước hết là sản xuất thì phải phòng chống Covid, đấy, đứng cách xa không được tụ tập, mà các lái xe đến là phải nạ là phải ngồi yên ở trên cabin. Để công nhân làm việc xong là cứ thế đi thôi, không được tiếp xúc với công nhân ở kho, mà tiền mặt là phải giao dịch qua chuyển khoản chứ không tiếp xúc gần. Ngay sau khi có quyết định gỡ phong tỏa, xưởng may mặc ở thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng đã thông báo công nhân đến làm việc trở lại. Để phòng chống dịch bệnh, hạn chế lây lan, cơ sở chỉ huy động những công nhân ngay tại thôn không có liên quan đến các trường hợp dương tính. Số công nhân còn lại được khuyến khích thực hiện giãn cách theo quy định. Thiếu công nhân, tiến độ sản xuất bị chậm lại, phải giãn lịch giao hàng, nhưng tất cả đều thấy cần thiết. Công nhân làm đây xong, bắt đầu là đi thẳng về nhà, nên hạn chế tiếp xúc với người lạ. Mặc dù được gỡ phong tỏa một số khu dân cư, nhưng thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân đã có tâm lý chủ quan, tập trung đông người. Nhiều người dân còn không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách, gỡ phong tỏa nhằm mục đích thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa duy trì sản xuất. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức không chủ quan lơ là bởi dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp. 6 tháng đầu năm 2021, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh trực tiếp thụ lý khởi tố 12 vụ án với 22 bị can, trong đó có những chuyên án phức tạp, cán bộ chiến sĩ phải theo dõi nắm tình hình trong một thời gian dài và đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để xác minh điều tra. Điển hình là phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ 6 đối tượng trú tại thành phố Phan Thiết về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, thu giữ hơn 6.700 phôi các loại giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả, 3.600 tem giả dùng để dán trên văn bằng chứng chỉ, 212 khuôn dấu giả cùng các loại máy móc công cụ dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây làm giả văn bằng chứng chỉ quy mô lớn. Chuyên án này bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn phôi giấy tờ tùy thân và các loại văn bằng chứng chỉ, gần 4.000 con dấu. Bán cho khách thì từ 1 đến 3 triệu, tôi có lợi nhuận từ 1 đến 2 triệu. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá thành công chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và buôn lậu bắt giữ 3 đối tượng. Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của Việt Nam và Lào, các đối tượng đã làm thủ tục tạm nhập nhiều xe ô tô hạng sang, chủ yếu là xe có nhãn hiệu Lexus LX570 từ Lào và Việt Nam để sử dụng. Hết thời hạn theo quy định, các đối tượng bán cho người có nhu cầu ở trong nước nhằm thu lợi bất chính.
các đối tượng còn nhận tiền của chủ xe để lừa đảo làm thủ tục chuyển biển kiểm soát từ biển Lào sang biển của Việt Nam. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã thu giữ 7 xe ô tô. Đối với chuyên án đấu tranh với ổ nhóm làm văn bằng chứng chỉ giả, các đối tượng sử dụng SIM điện thoại rác trao đổi giao dịch với khách hàng qua các tài khoản mạng xã hội, sử dụng tên giả để gửi văn bằng chứng chỉ cho người có nhu cầu và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của khách hàng chuyển đến, cho nên gây khó khăn cho quá trình xác minh. Thì chúng tôi đã kịp thời thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm và bắt giữ các đối tượng. Đây là những chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tuy mọi người đều có ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, có một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là và chưa tuân thủ nghiêm túc. Chiều ngày 10 tháng 7, trên đường tỉnh 376, đoạn đi qua cổng chợ thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, mặc dù hiện nay huyện đã có 8 ca dương tính và thực hiện giãn cách xã hội, nhưng vẫn có khá nhiều người không thực hiện đeo khẩu trang, tụ tập đông người và giữ khoảng cách 2 mét. Ở đây tớ vừa trong nhà tớ đi ra mà, cho nên tớ không cầm khẩu trang theo, ra vào là mình đeo khẩu trang, nên cái là rõ ràng rồi, cái là mình cũng là mình chưa kịp đeo khẩu trang, chưa mang ra đây. Còn đây là tại khu vực quảng trường thành phố Hưng Yên ngày 11 tháng 7. Có khá đông các bạn trẻ đến đây vô tư chơi bóng đá, tập thể thao. Hầu hết đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách 2 mét. Đáng nói hơn, tại đường Điện Biên, nhiều hàng quán về hè vẫn bán hàng và cho khách ngồi tại quán để ăn uống, trò chuyện như chưa hề có dịch. Ở đây chấp hành quá tốt, các hàng quán nói chung là chấp hành nghiêm chỉnh cả đêm hôm, có cô bán hàng cũng thế chứ không nói ban ngày. Chính sự thờ ơ chủ quan của một số bộ phận người dân không chấp hành tốt quy định về phòng dịch là nguyên nhân không nhỏ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng và khó kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến là khoảng thời gian trẻ em được thoải mái vui chơi, vận động. Song trong tình hình dịch bệnh, việc tìm sân chơi an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho các em là vấn đề mà được các bậc phụ huynh quan tâm hàng đầu. Và cách làm của nhiều gia đình để mùa hè của các em nhỏ không trở nên nhàm chán, đó chính là linh hoạt sáng tạo các trò chơi trong nhà và đảm bảo khẩu trang, khoảng cách khi vui chơi bên ngoài. Như chúng ta đã biết, đại dịch Covid là một đại dịch nâng, là đại dịch lây lan trên toàn thế giới và không loại trừ Việt Nam. Đây là một clip mà cậu bé Hà Gia Phong, 10 tuổi, ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động thực hiện trong thời gian nghỉ hè ở nhà. Những thông điệp ý nghĩa, những nét vẽ dễ thương thể hiện tinh thần phòng chống dịch được em lan tỏa thông qua mạng xã hội đến mọi người. Với Phong, mùa hè đặc biệt khi không được ra ngoài chơi, vẫn không hề buồn chán khi em được bố mẹ đồng hành và dành thời gian cho các trò chơi bổ ích. Trong thời gian nghỉ hè, con phải ở nhà vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do vậy con đã giảm dần những trò chơi tại gia đình con như là giải rubik, vẽ tranh, xếp lego. Ngoài ra sáng và chiều con còn bơi. Nằm trong vùng thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, cổng nhà luôn trong trạng thái cửa đóng then cài, nên khoảng sân vườn và ao bơi của gia đình là nơi mà chị Huế tạo ra các trò chơi vận động cho hai con của mình sau thời gian học tập ôn bài dịp hè. Không những rèn luyện sức khỏe mà đây chính là cơ hội để các con chị học cách chia sẻ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Để các cháu cảm thấy một mùa hè thật sự có ích cũng như là không lệ thuộc vào điện thoại, các cái trò chơi điện tử, thì gia đình nhà tôi cũng đã có những cái hoạt động cho các cháu vui chơi. Buổi sáng thì các con sẽ chạy tập thể dục. Buổi chiều thì các con sẽ tập đá bóng cùng với bố, hoặc là bố dạy tập bơi, hoặc là chơi cầu lông với mẹ với chị, hoặc là chạy cùng với chị. Thế và buổi tối thì chúng tôi cũng khuyến khích các cháu là đọc truyện cũng như là học trên các cái phần mềm trực tuyến để ôn bài. Tranh thủ thời gian này, các em được bố mẹ hướng dẫn các kỹ năng mềm, học nấu ăn hay khám phá cuộc sống xung quanh. Cuối buổi chiều, khi dịu nắng, một số gia đình vẫn cho con em tham gia trò chơi ngoài trời như đi bộ, thả diều dưới sự giám sát của phụ huynh và đảm bảo các biện pháp phòng dịch như khẩu trang, giữ khoảng cách. Mát thì cho các cháu ra những cái khu như quảng trường này, rộng rãi để cho các cháu vui đùa.
cho nó đỡ ở nhà nghịch điện thoại, nó cho cháu đi chơi thì vẫn phải đeo khẩu trang cho các cháu. Bố mẹ phụ huynh cần phải định hướng cho con các cái hoạt động hè cho con, không thể để trẻ tự do chơi theo ý thích của mình được, đấy là một cách tốt nhất. Sự quan tâm của gia đình, bố mẹ đồng hành cùng các con đã giúp cho mùa hè của con em dù trong mùa dịch vẫn trở nên lý thú và bổ ích. Một số gia đình công chức tuy cho các con tự chơi với nhau ở nhà nhưng vẫn thường xuyên giám sát để các con không chơi những trò chơi nguy hiểm, độc hại.